Các bạn thân mến, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn photo quyển sách 11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gates. Một cái cuốn sách mà chúng ta có kích thước của nó là tương đương với một cái tờ giấy A4 gấp đôi. Đấy. Tôi có tờ A4 này gấp đôi để chúng ta ướm này. Cái khổ giấy của cái quyển sách này nó là gần tương đương với tờ A4 chia đôi, là tờ A5. Cách một tí. Để photo cuốn sách này, tôi có đưa ra là hai cách để photo như sau. Một, nó là photo từ quyển sách này sang cái khổ giấy, nó khổ giấy A5, là lửa tờ A4. Chúng ta kiểm tra này. Tôi photo ra photo, nó là lên tờ A5, trang 5, trang 6, trang 7, trang 8, trang 9, trang 10. Với cách như thế này thì chúng ta rất đơn giản, đó là photo hai mặt bình thường. Và photo quyển sách này chúng ta để nguyên, không cậy. Tôi photo là không tháo gáy ra nha, không cắt bỏ phần keo này đi. Còn bỏ phần keo đi thì đơn giản hơn nhiều. Đấy là trường hợp thứ nhất, tôi nhắc lại, nó là photo quyển sách sang khổ giấy A5. Trường hợp thứ hai, tôi photo quyển sách này trên một cái khổ giấy A4. Và chúng ta sau khi photo xong, chúng ta gặp đôi lại. Chúng ta cùng kiểm tra này. Rồi, trang số 5, tóm tắt nội dung. Rồi trang số 6, lời nói đầu. Trang số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12, số 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đấy. Các bạn thấy không? Tôi đã photo. Ok. Nó là phương án 2. Trường hợp cái phương án 2 này, ưu điểm của chúng ta nó là vẫn sử dụng một khổ giấy A4, khổ giấy thông dụng, bất kỳ máy nào và bờ động bán này. Và photo trường hợp 2 này nó có phức tạp lên một đôi chút, đó là phải thao tác, nó là trên cái bản gốc của chúng ta nó có một chút khó khăn hơn. Xong, tôi sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đây. Cái trường hợp đơn giản nhất tôi sẽ photo hướng dẫn trước, nó là photo sang cái khổ giấy A5. Đây, tôi các bạn hướng dẫn các bạn lên khổ giấy A5 này. Photo lên khổ giấy A5. Đầu tiên, bước 1, chúng ta sẽ đưa giấy A5 vào cái khay của máy. Trường hợp này, tôi sẽ là đưa vào khay số 2 và kiểm tra là máy nhận giấy A5 hay chưa. Và khổ A5 thì chúng ta sẽ để cạnh dài. Đây, kéo khay này, khay 2 ra này. Và giấy A5 của tôi sẽ để cạnh dài, đó là từ trước về phía tôi, hoặc cạnh ngắn là từ trái qua phải. Các bạn nhé, đây chúng ta để khổ giấy A5 kiểu này. Đấy, tôi đã cho giấy vào cái khổ của khay số 2 của máy. Chúng ta kiểm tra là máy có nhận giấy khổ A5 hay không. Chúng ta kiểm tra trên máy này. Ở cái màn hình cơ bản, chúng ta kéo xuống 2 lần, nó xuất hiện cái khổ giấy A5 này. Và khổ giấy cũng đang nằm, nó là cạnh ngắn từ trái qua phải, là ok. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ chọn nó ở chế độ photo hai mặt. Đây, trên màn hình, ở cái cơ bản mà chúng ta nhấn phím vàng này, nó sẽ xóa về trạng thái cơ bản. Photo hai mặt mà chúng ta sẽ nhấn cái biểu tượng, nó là biểu tượng số 2 này, có cái trang giấy duplex này. Đấy, chúng ta chọn cái dòng, nó là dòng high size origin, mũi tên sang duplex copy. Ở đây là dòng số 2, tôi chọn ok. Cái bước vẫn ở bước thứ hai là chúng ta chọn, sau khi chọn cái chế độ photo rồi, chúng ta chuyển sang là chọn là zoom 100%, chế độ zoom. Và số bảng tôi để là một bảng, các bạn là 2 bảng, 3 bảng tùy. Và chúng ta tiếp theo nó là chọn cái khổ giấy máy để photo. Vừa rồi chúng ta đẩy giấy vào khay số 2, tôi sẽ chọn khay số 2 A5.
hoàn tất cái bước là cài đặt cái chức năng, cái chế độ để photo. Chúng ta sang bước 3 là thao tác trên cái khay kính này, thao tác cái bản gốc trên khay kính. Tôi sẽ tiến hành như sau. Tôi photo nó bắt đầu từ trang số 5, vì đơn giản là ba cái trang đầu này nó chỉ có một mặt thôi. Đấy, tôi sẽ photo trang số 5, số 6, số 7, số 8. Đầu tiên trang số 5, chúng ta thao tác trên khay kính này. Luôn luôn chúng ta thao tác nó là trên cái tờ A5. Thì đây chúng ta có cái khổ A5. Đấy, cạnh dài, cạnh ngắn từ trái qua phải. Chúng ta đặt cái trang số 5 như này. Chúng ta úp về phía tôi. Chú ý này, cạnh giấy này, đây cạnh A5, chúng ta sẽ đặt vào trong giữa của cái tờ A5 này, trên khay kính. Trên khay kính, mà cái khổ A5 trên khay kính. Chúng ta đậy lại và nhấn phím Start để máy quét. Ok. Sang trang số 6, chúng ta đẹp tương tự đây. Chúng ta úp xuống. Chú ý nhá, luôn luôn cái khổ giấy này nằm trong cái khổ A5 của khay kính. Chúng ta tiếp tục nhấn Start. Chúng ta đợi máy chạy. Rồi, tôi tiếp tục trang số 7, số 8. Số 7 tôi làm nhanh này, trong cái khổ A5 không chạy ra được. Nhấn Start. Tuần tự, chúng ta làm tuần tự từng trang một. Đấy, đến trang số 8. Khổ A5, khổ A5. Nhấn. Máy là máy in và đảo hai mặt. Photo đảo hai mặt nên nó thời gian nó lâu hơn. Và đây, tôi chúng ta sẽ kiểm tra kết quả. Nó là chúng ta photo được 2 tờ rồi. Các tờ tiếp theo tương tự. Kết quả chúng ta đây. Chúng ta có 2 tờ A5 đã được photo ra. Chúng ta kiểm tra. Đầu tiên trang số 5. Trang số 6. Đấy. Các bạn nhá, số 6 này, lời nói đầu này. Tiếp theo trang số 7, thiên tài quản lý này. Thiên tài quản lý. Trang số 8, thích nghi với cuộc sống. Đấy. Ok, chúng ta đã xong nó trường tập. Cách thứ nhất, photo quyển sách sang cái khổ giấy A5. Sang cái trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ làm như này. Đấy, sang photo từ quyển sách sang giấy A4. Sử dụng giấy khổ giấy A4 để photo quyển sách này. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ xóa bỏ toàn bộ chế độ của cái vừa rồi photo đi. Chúng ta nhấn phím vàng để trở về trạng thái mặc định. Nó là Auto Place Select, trạng thái Ready. Thì đây, photo quyển sách trên nền khổ giấy A4. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn khổ giấy A, chúng ta sẽ kiểm tra nó là giấy khổ giấy A4 trong cái khay. Trường hợp này chúng ta sẽ nó là đưa giấy A4 vào khay số 1. Đây, chúng ta kéo xoay số 1 này, tôi đã có giấy A4 này. Và giấy A4 là chúng ta sẽ để nó cạnh dài từ trái qua phải. Đó. Đây, tôi để cạnh dài từ trái qua phải như trên màn hình đây. Ok, đóng vào. Chúng ta kiểm tra nó là khay số 1. Máy photo đã nhận nó là khổ giấy A4 chưa? Khay số 1 đã là giấy A4 chưa? Chúng ta kéo xuống một cái này. Nó báo là giấy A4 cũng cạnh từ trái qua phải như này rồi, cạnh dài. Thế là ok. Nhấn này để xóa đi này. Để trở về trạng thái cơ bản mặc định này của máy này. Bước 2 là chúng ta chọn chế độ photo. Trên cái màn hình này, tôi sẽ chọn cái phím là cái phím biểu tượng, là tờ giấy có nét đất ở giữa, gạch chéo và hai tờ giấy độc lập. Chúng ta nhấn một cái và chọn cái chế độ dòng thứ 3, nó là 4 Origin, biểu tượng như trên màn hình đây. Tôi kéo xuống 3 dòng thứ 3 này, nhấn OK.
Tiếp theo chúng ta chọn chế độ zoom 100%. Đây biểu tượng 100%. Nhấn cái phím dưới này, chọn chế độ 100%. Số bản photo ở đây tôi để là 1 thôi, còn các bạn là 2, 3, 4 tùy. Rồi, chúng ta chọn nó tiếp theo, nó là chọn cái khổ giấy cần photo. Chọn khay giấy, xin lỗi, chọn khay giấy, chúng ta chọn khay 1 nha. Đấy, ở đây là khay 1 rồi. Ok. Và bước thứ 3, sau khi chọn chế độ xong, chúng ta sẽ thao tác trên khay kính với bản gốc là cuốn sách này. Các bạn chú ý nha, cái trường hợp là thao tác trên khay kính với bản gốc này nó lệch một tí, các bạn chú ý theo dõi. Tôi bắt đầu nó là từ cái trang số 5 này, tóm tắt nội dung. Và chúng ta thao tác nó là trên cái khay kính mà được thanh thước là A5 này. A5 mà đặt cạnh ngắn từ trái qua phải này. Đầu tiên tôi để nó là đây. Đấy. Trang số 1, bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái trang từ A4 của chúng ta đây. A4 sẽ là đây. Sẽ photo gồm trang 5, trang 6, trang 7 và trang 8. Các bạn nhớ nhá. Một tờ A4 của chúng ta sẽ chứa 4 trang này. Đấy. Mặt thứ nhất là chứa trang 6, trang 7. Mặt thứ hai chứa trang 5, trang 8. Mặt thứ hai. Đấy. Đầu tiên chúng ta thao tác trang số 5. Và thao tác trang số 5. Đặt như vậy. Và úp trong cái khổ A5 này. À, đặt vào giữa nhá. Chúng ta nhấn máy quét. Trang số 5 và đây chúng ta lại nhảy sang số 8. Đó, nhảy trang sang số 8 nhé. Đặt đây. Đặt từ vào giữa. Nhấn. Tiếp theo chúng ta quay về trang 7. Trang 7. Úp. Rồi, chúng ta quay về trang 6. Là trang thứ tư rồi, trang cuối cùng của cái đợt photo của cái tờ A4 đầu tiên. Đấy, các bạn chú ý nhá. Chúng ta nguyên tắc thao tác đây. Tôi đã viết lên trang giấy nó là thứ tự. Chúng ta 4 trang mà, 4 trang của cái quyển sách sẽ vào một cái tờ A4, thứ tự sẽ là trang 1 đến 4 và 3, 2, 1, 4, 3, 2. Các bạn nhớ quy tắc này. Chúng ta kiểm tra này. Kết quả như sau. Đây, tôi sẽ kiểm tra kết quả này. Tôi sẽ đục một tờ A4 như vậy. Và đây, chúng ta sẽ gập lại. Gập lại để thành một cái quyển sách này. Và rất nhiều các tờ A4 ghép lại với nhau để chúng ta đóng ghim lại, đóng gáy và đóng dán cái băng dính gáy là ok. Chúng ta kiểm tra đây. Trang 5. Đấy. Là tóm tắt nội dung. Trang 6 ngay phía sau mình mới đầu. Trang 7 nó là thiên tài quản lý. Trang thứ 8 nó là lời khuyên thứ nhất. Tương tự là chúng ta tiếp theo là trang số đây, hai tờ các bạn nhé, 2 tờ 4 trang, 9, 10, 11, 12. Chúng ta thứ tự sẽ là 9, 12, rồi 11, 10. Và nguyên tắc nó là 1, 4, 3, 2. Ok. Vậy là chúng ta đã photo 4 trang của một trang sách trên một cái tờ A4 như này. Và sau khi làm lần lượt đến cuối, chúng ta ghép chồng lại và đóng gáy bình thường. Vậy là cái bài thứ hai, cái phần thứ hai là photo quyển sách trên cái tờ giấy A4, trên khổ giấy A4 đã xong. Chúc các bạn thành công. Có một cái lưu ý đó là các bạn chú ý này, chúng tôi đây photo là không tháo gáy, không phá hủy sách. Thì các bạn nếu phá hủy sách ra, chúng ta thao tác còn dễ hơn nhiều. Thì đây, chúng ta không nói đến chuyện phá sách nữa. Rồi. Cái photo sách như vậy đã xong. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.